Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Trống và Lân Hương Đại. Hôm nay cơ sản xuất Trống và Lân Hương Đại giới thiệu cho các bạn hai mẫu sản phẩm lân mỏ tròn, hàng vẽ đèn led với hai màu chủ đạo màu vàng và màu xanh, được vẽ rất đẹp, phủ bóng rất cao cấp. Đó, các bạn nhìn nha, rất đẹp luôn. Quay đằng sau, quay đằng sau. Ok, hàng với giá chỉ hơn 1 triệu đồng, nguyên đầu phun lông cừu. Mọi người cần xin liên hệ số điện thoại 0385 768 789. Ok, bắt đầu. Chớp mắt. Ok, mọi người cần xin liên hệ số điện thoại 0385 768 789 để mua hàng trực tiếp với giá đầu lân màu vàng và màu xanh chỉ hơn 1 triệu đồng. Các bạn có thể sở hữu được một độ đầu lân lông cừu rất đẹp.